Tập 52. Phúc Lâm, con phải nhớ, con cháu ái Tân Giác Lan, người nào cũng là anh hùng cái thế trong thiên hạ. Đối mặt với kẻ thù, tuyệt đối không được hèn nhát. Quan thượng, quan thượng, quan thượng. Tham kiến hoàng thượng, tham kiến nhiếp chính dương. Ta là hoàng thượng, làm sao có chuyện được. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, chết giả cho con quá. Cô, chỉ cần cô mau chóng khỏe lại, còn con không có làm sao đâu. Đáng lẽ con có thể dẫn Phúc Lâm đi tránh dịch, cũng tại ta. Nhưng ta có thể nhìn thấy được, trong mấy ngày qua lòng con bất an. Phúc Lâm không có ở đây, trong lòng con cảm thấy trống trải. Đứa con này là linh hồn của con, nó đi rồi con cảm thấy như mất đi nửa trái tim vậy. Chờ cho dịch bệnh tạm khống chế được rồi thì Phúc Lâm sẽ trở về, con đừng lo quá. Thực ra Đa Nhị cũng, nó cũng thực sự hết lòng. Con nghĩ coi, những người làm cha cũng chỉ được như nó thôi. Nó đối với Phúc Lâm đúng là yêu thương hết lòng. Thúc phụ Nhiếp Chính Vương, dịch bệnh ở kinh thành đã tạm thời khống chế được, chúng ta hồi cung được chứ? Không được, chờ thêm một thời gian nữa. Dạ. Thái hậu. Phúc Lâm đâu? Đa Nhĩ Cổn đâu? Nhiếp Chính Vương cùng hoàng thượng ở Bắc Hải. Tại sao chưa trở về đây? Nhiếp Chính Vương nói bây giờ dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn tan biến, người làm vậy là để bảo vệ sự an toàn cho hoàng thượng. Vậy ta đến Bắc Hải với nó, ta không thể nào yên tâm để Phúc Lâm ở đó. Thái hậu, có Nhiếp Chính Vương ở đó với hoàng thượng, người có thể yên tâm rồi. Nhưng ta là ngạc nương của nó, người có biết những ngày qua ta nhớ nó lắm hay không? Thái hậu, Nhiếp Chính Vương nói với hoàng thượng mấy ngày qua sống với nhau hòa thuận lắm. Thật không? Họ trên đường đi tránh dịch gặp phải một đám thổ phỉ. Phúc Lâm không sao chứ? Xin Thái hậu yên tâm, hoàng thượng không sao. Nhiếp Chính Vương qua võ không khác năm xưa, đích thân giết chết mười mấy tên thổ phỉ, hơn nữa còn giết chết tên cầm đầu đám thổ phỉ kia mới giải dây được. Biểu hiện lần này của Nhiếp Chính Vương khiến cho hoàng thượng ngưỡng mộ vô cùng. Nhiếp Chính Vương còn đem cây chủy thủ quý của người tặng lại cho hoàng thượng, còn khích lệ hoàng thượng phải giống như thái tổ gia và tiên đế người, là một đại anh hùng. Đa Nhĩ Cổn này, Phúc Lâm chỉ là một đứa trẻ thôi, đã dạy nó múa đao múa kiếm rồi. Nhiếp Chính Vương nói trước sau gì hoàng thượng cũng sẽ trưởng thành. Thái hậu không thể lúc nào cũng bảo vệ cho người, cưng chiều người quá trái lại sẽ không tốt cho người. Nhưng ta là ngạc nương của nó. Thái hậu, hoàng thượng dù sao cũng là một nam tử hán, cho nên học cách buông tay, cho người học biết tự lập đi. Cách cách, sao người còn chưa đi ngủ? Ta nhớ Phúc Lâm, ta không ngủ được. Cách cách, người đừng lo lắng nữa. Ta nhớ nó, nhớ con ta, nhớ tới nỗi muốn phát điên, đau lòng lắm. Ngọc Nhi, con đừng lo lắng quá. Phúc Lâm có Tiểu Lộc Tử chơi cùng với nó, nói không chừng vui quá không nhớ gì nữa rồi. Quan Ngạc Nương. Phúc Lâm, con về rồi hả? Phúc Lâm, để Ngạc Nương coi coi có ốm không.
Ngạc nương nhớ con quá đi. Hoàng Ngạc nương, đây là cây chủy thủ mà Hoàng Gia Gia đã sử dụng. Con muốn dùng nó để giết người xấu. Tô Mạc Nhi, đem cất đi. Đừng cầm chủy thủ, cẩn thận cắt trúng tay con biết không? Không sao đâu. Thập tứ thúc nói, chờ khi nào con lớn hơn, người sẽ dạy con võ công. Con còn Phúc Lâm, mở miệng ra là gọi thập tứ thúc. Xem ra giờ đúng như một câu cổ ngữ của người Hán: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nè, chúng ta cứ mãi lo nói chuyện, Nhiếp Chính Dương có phải còn đang đứng ở ngoài không? Dạ, nô tỳ ra mời người vào. Ngọc Nhi, Đa Nhị Cũng bỏ hết tất cả triều chính không lo, bao nhiêu ngày nay chỉ ở bên cạnh Phúc Lâm. Cô đừng nhắc tới chuyện qua tới cách nữa, mắt công lại bất quả không vui. Hả? Phúc Lâm, nè, đến với mẫu hậu đi. Đi qua mẫu hậu. Mẫu hậu dẫn con đi chơi, thay bộ y phục mới cho con chịu không? Dạ chịu. Ngoan quá. Hoàng thượng với mẫu hậu, hoàng thái hậu đâu rồi? Cô dẫn Phúc Lâm đi thay y phục rồi. Cách thập tứ gia cầu kiến. Ngồi đi. Thập tứ gia mời dùng trà. Đa tạ Mạc Nhi. Sao đột nhiên thập tứ gia trở nên khách sáo như vậy? Với nô tỳ mà đa tạ gì chứ? Trà mới pha còn nóng đó. Sao huynh bất cẩn quá vậy? Không sao, không sao hết. Chỉ cần muội chịu tha thứ cho ta, ta có phỏng thành Trư Bát Giới cũng không sao đâu. Trở thành thúc phụ Nhiếp Chính Dương rồi, còn không nghiêm túc chút nào. Ngọc Nhi, muội hãy tha thứ cho ta, cũng tại ta không tốt. Tại ta quản giáo A Tý cách không nghiêm, Đa Nhĩ Cổn này bảo đảm với muội, sau này sẽ không còn bất cứ người nào dám bất kính với muội và Phúc Lâm. Muội không muốn nghe tên của người đó nữa. Được, được rồi, ta không nói. Vậy muội đừng có giận ta nữa được không? Mau đứng dậy đi. Huynh là nam tử Hán, hở một chút thì quỳ xuống để người khác nhìn thấy còn tưởng muội ăn hiếp huynh đó. Cô Phúc Lâm. Bác tổng. Hoàng Ngạc nương, thập tứ thúc, mọi người xem con mặc y phục này có đẹp hay không? Đẹp lắm, vừa người lắm, là mẫu hậu mai cho con hả? Ừ, mặc đẹp lắm. Chúng ta là một gia đình hòa thuận trên dưới, thật tốt. Ngọc Nhi, sao muội lại tới đây? Thập tứ gia, cách biết mấy ngày nay ngài gì bận rộn việc triều chính, huynh ăn huynh ngủ, cố tình làm mấy món này cho ngài ăn. Lâu lắm mới làm lại, huynh ăn tạm một ít đi, kẻo nhịn đói hại sức khỏe. Ăn chậm thôi. Nhìn thấy hai người như vậy giống như là trở về thời 18 năm về trước vậy. Nha đầu này dám cười ta hả? Nô tỳ không dám. Ngon lắm, ngon lắm nữa. Dù bận quốc sự nhưng huynh cũng phải sớm nghỉ ngơi, buổi về trước đây. Ông nè, Ngọc Nhi. Gì vậy? Huynh chờ một lát. Ngọc Nhi, Tô Mạc Nhi không phải người ngoài. Ừ.
Ngọc Nhi, xin hãy gả cho ta. Có ta đi, không ai dám động tới ngai vàng của Phúc Lâm. Ta sẽ coi nó như là con ruột của ta. Ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hại hai người. Nếu như ta có ý gì khác thì muội hãy đích thân dùng chủy thủ này giết chết ta. Đa Nhĩ Cổn này xin hứa, tuyệt đối không nói một lời, không oán than một câu. Cách cách, người mau đồng ý đi. Thập tứ đệ, ta cũng không có cái gì để tặng hai người. Đôi ngọc như ý này coi như là lễ vật mừng tân hôn ta tặng hai người. À, bác tẩu, sao tự nhiên tẩu khách sáo quá vậy? Ta nghĩ hai người đã chờ nhau bao nhiêu năm trời, thật sự cũng không dễ dàng gì. Giờ coi như người cố tình đã được ở bên nhau. Thực ra đôi ngọc như ý này vào 18 năm trước đây, lẽ ra bác tẩu phải tặng cho hai người. Bác tẩu, bao nhiêu năm nay người vẫn luôn bao dung chiếu cố đệ với Ngọc Nhi, trong lòng của Đa Nhĩ Cổn vô cùng cảm kích. Vậy đệ tính là sẽ tổ chức hôn sự ở đâu? Đệ suy nghĩ rồi, đệ sẽ tổ chức ở trong phủ của mình. Đệ biết là làm vậy thiệt thòi cho Ngọc Nhi, nhưng dù sao làm vậy sẽ thích hợp nhiều thứ. Đệ tính nếu tổ chức hôn sự thì phải làm cho long trọng, mời hết Dương Công Đại Thần tới tham dự. Muội thì không muốn ồn ào. Dù sao muội cũng là ngạc nương của Phúc Lâm, muội còn phải giữ thể diện cho Phúc Lâm nữa. Nhưng mà thực ra chuyện này không quan trọng. Dù sao chiếu thư cũng đã thảo xong rồi, và cũng đã công bố thiên hạ. Ta nghĩ nếu là hôn sự cũng nên làm cho long trọng một chút. Con lại nghĩ ta nên giảm bớt chi phí cho chuyện này đi. Bây giờ nhà Thanh mới cai trị Trung Nguyên, dân sinh khổ sở, còn quá nhiều lão bá tánh không có nhà để ở, cơm cũng không có ăn. Nếu như chúng ta tổ chức hôn lễ lên đình rầm rộ, rượu thịt ê hề, sẽ khiến lão bá tánh nghi ngờ lo ngại. Được, vậy cứ làm theo ý của Ngọc Nhi. Mời thân bằng quyến thuộc của chúng ta, chỉ tổ chức thật đơn giản bình dị, có nghi thức là được rồi. Thôi được rồi. Rồi, buổi học này học tới đây thôi. Đại ca dẫn chúng ta đi ra ngoài chơi. Ra ngoài? Thần không dám đi. Nếu để Nhiếp Chính Vương biết được thì chết chắc luôn đó. Ta là hoàng thượng, sợ cái gì chứ? Tiếp theo chúng ta sẽ học. Đại ca ca. Phúc Lâm, lâu quá không gặp đệ. Đại ca ca nhớ đệ lắm đó. Đệ cũng rất nhớ đại ca ca. Hoàng thượng, hoàng thượng à, người không được ra khỏi cung đâu. Người làm gì đó? Không nhìn thấy đây là hoàng thượng sao? Dương gia, Nhiếp Chính Vương có lệnh, hoàng thượng không được ra khỏi cung. Lệnh gì chứ? Hoàng thượng chỉ muốn gặp huynh trưởng thôi mà. Nhiếp Chính Vương một tay che trời, quản trời quản đất, quản các chuyện huynh đệ gặp nhau hay sao? Dương gia tha mạng, xin Dương gia tha mạng. Tiểu thọ tử, ngươi thật đáng ghét, đừng có ngăn cản ta. Trẫm lệnh cho các ngươi lui ra. Nghe thấy chưa hả? Lời của hoàng thượng là thánh chỉ, không lẽ người dám kháng chỉ? Đi Phúc Lâm. Ta sắp đuổi kịp người rồi. Chạy mau, chạy mau, chạy mau đi. Dương gia, Dương gia, người đang làm cái gì vậy Dương gia? Đi đi, không nhìn thấy hoàng đệ của ta đang chơi vui vẻ lắm hay sao? Dù sao ngài cũng là Dương gia mà, làm như vậy hạ thấp thân thế lắm. Nào Phúc Lâm, tới đây. Tiểu hoàng đế từng cứu mạng của ta, cho đệ ấy cười một chút có sao đâu hả? Nhưng mà dù sao người cũng là một kỳ chủ mà. Nào Phúc Lâm, lên. Leo lên. Dương gia.
Dừng ra. Trời ơi, cẩn thận. Theo không kịp rồi. Quan ngạc nương của đệ lấy thập tứ thúc của đệ rồi. Tới khi đó họ sẽ có con riêng của họ, tới giành ngai vàng của đệ. Thập tứ thúc của đệ sẽ giết chết đệ đó. Tuyệt đối không được để thập tứ thúc của đệ cưới hoàng ngạc nương của đệ, có biết chưa? Phúc Lâm, đi theo ta. Sau này còn tránh xa người này ra. Có chuyện gì vậy? Đi đâu vậy? Thập tứ thúc không cho con chơi với đại ca ca, còn đánh đại ca ca con... nữa. Quỳnh đừng làm cho nó sợ. Nè, Quỳnh biết Hào Cách ở trước mặt Phúc Lâm nói chúng ta thế nào không? Hào Cách nói với nó không được để cho tên đại ma đầu ta cưới được Muội làm vợ. Phúc Lâm, có phải thật không? Chẳng phải Hoàng Ngạc Nương đã nói với con rồi sao? Hào Cách không phải là người tốt. Lời Hào Cách nói không nên nghe. Hoàng Ngạc Nương, người với thập tứ thúc có sinh tiểu đệ không? Nếu hai người sinh tiểu đệ rồi, có phải sẽ không còn thương con nữa, bỏ mặc con không? Phúc Lâm, không có chuyện này đâu. Hoàng Ngạc Nương không bao giờ bỏ mặc Phúc Lâm. Con mãi mãi sẽ là con trai ngoan của Hoàng Ngạc Nương. Người gạt con, các người lừa gạt con. Đó, cái này là do Hào Cách xúi dục đó. Nếu ta còn không cho Hào Cách một bài học, hắn sẽ không chịu bỏ cuộc đâu. Chuyện Hào Cách sau này mới nói đi. Phúc Lâm à, không có chuyện này đâu. Con đừng nghe lời đại ca ca con nói bậy hả? Con là hoàng thượng, không phải là trẻ con. Được rồi, con là hoàng đế. Vậy thì con phải biết rõ Hoàng Ngạc Nương với thập tứ thúc của con yêu thương con nhất đó. Phúc Lâm à, nghe thập tứ thúc nói nè, chỉ cần có thập tứ thúc cùng Hoàng Ngạc Nương con đây, không ai dám làm hại con đâu. Tất nhiên hai người nói vậy rồi, nhưng khi hai người có tiểu đệ rồi, nhất định sẽ nhốt con lại để cho tiểu đệ lên làm hoàng thượng. Thập tứ thúc bảo đảm với con, sự việc này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Người lớn các người nói chuyện không tin được. Thập tứ thúc, nếu như người thật sự yêu thương con, thì người đừng có cưới Hoàng Ngạc Nương của con nữa. Tại sao ta nói hoài mà con cũng không chịu hiểu vậy? Ta nói con biết, đúng ra 18 năm trước ta đã cưới Hoàng Ngạc Nương con rồi. Lần này ta nhất định phải thành thân với Hoàng Ngạc Nương của con. Không được, con không đồng ý. Hai người mà thành thân thì con sẽ chết liền. Con sẽ chết liền. Phúc Lâm. Phúc Lâm, Ngự y, hoàng thượng sao rồi? Thánh mẫu, hoàng thái hậu, hoàng thượng chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Nhưng sao lại nằm hôn mê bất tỉnh như vậy? Chuyện này thì thần cũng không biết sao nữa. Để di thần xuống dưới ra một đơn thuốc cho hoàng thượng. Đi mau, đi mau. Dạ. Đại nhị cũng, Quỳnh coi Phúc Lâm đối với chuyện của chúng ta phản ứng mạnh như vậy. Vì vậy Mùi nghĩ chuyện của chúng ta nên để sau này mới tính đi. Nhưng mà Phúc Lâm, không phải thấy y nói chỉ bị thương ngoài da sao? Sao vẫn chưa tỉnh nữa?
Nhiếp chính dương có bên trong không? Dạ có. À, Nhiếp chính dương, tới giờ lâm triều rồi. Nhiếp chính dương, chúng đại thần đang chờ người trên triều đó. Có nhiều tấu chương đang chờ người, người cần phải thượng triều. Người ăn chút gì đi, đã hơn một ngày rồi, người không ăn uống gì sẽ có hại cho sức khỏe lắm. Nếu Phục Lâm mà có bệnh hệ nào, tôi cũng không muốn sống nữa đâu. Cách cách. Thập tứ gia. Ngọc Nhi, cũng tại huynh, nếu huynh tạm thời đồng ý với nó thì nó đâu làm chuyện khờ dại. Ngọc Nhi, muội nghỉ ngơi chút đi. Đi nghỉ ngơi một lát có được không? Huynh ra ngoài đi, muội không muốn nhìn thấy huynh. Để ta canh chừng cho, có được không? Ra ngoài. Phúc Lâm sao rồi? Thầy y đã nói không sao rồi, tại sao còn chưa tỉnh lại? Chắc là sợ tới bệnh luôn rồi. Huynh nghĩ Phúc Lâm đang giỡn trò với muội đó. Huynh nói cái gì? Rõ ràng là nó đang cố tình giả bệnh cho muội coi. Muội thông minh như vậy mà không nhìn ra sao? Huynh nói bậy bạ cái gì vậy? Phúc Lâm là đứa trẻ ngây thơ như vậy, làm sao nó có thể hào cách xúi dục nó. Muội thử nghĩ coi, Phúc Lâm đang thân thiết với ta, ra ngoài một chuyến trở về thì nó hoàn toàn biến thành người khác. Muội không tin, con trai muội không lừa gạt muội đâu. Để ta coi thử là nó giả bộ đóng kịch cho tới khi nào. Nè, muội làm cái gì vậy? Nè Phúc Lâm, con thức dậy cho ta, mở mắt ra cho ta coi. Phúc Lâm, con thức dậy cho ta, con nghe thấy chưa? Con thức dậy đi, thức dậy đi. Đại nhĩ cổn, muội làm gì vậy? Huynh điên rồi sao? Chẳng phải con nói con là nam tử hán sao? Mở mắt ra cho ta. Huynh điên rồi, huynh điên rồi. Muội không tin ta sao? Chẳng lẽ thái y lừa gạt muội sao? Muội chỉ tin con trai của muội thôi. Huynh đi ra ngoài đi, đi đi. Huynh,
ra ngoài đi. Phúc Lâm, tham kiến hoàng thúc Nhiếp Chính Dương. Miễn lễ. Hôm nay quân Đại Thuận đã diệt, huynh đệ Bắc Kỳ ta cũng đã nghỉ ngơi một thời gian dài rồi. Đã đến lúc toàn quốc phải tiến quân để bình định Tứ Xuyên và Giang Nam rồi đó. Hào Cách, ta cho ngươi một cơ hội lập công. Cái gì? Ta phong ngươi là Lập Diễn Đại Tướng Quân, dẫn quân chính làm kỳ đi Tứ Xuyên bình định Trương Hiến Trung. Ngươi nói đùa sao? Chính làm kỳ của ta còn được bao nhiêu người? Quân nông dân của Trương Hiến Trung bao nhiêu người? Ông bắt tôi băng rừng lội suối đi tới Tứ Xuyên, ông muốn đẩy tôi vào hang cọp hay sao? Người đi hay là không? Ta không đi. Không đi à? Người phải biết rằng chống lại quân Lệnh bị chém đầu đó. Túc Dương gia, bây giờ cãi ông ta là thiệt thòi đó. Nhiếp Chính Dương, đừng tưởng chỉ có mình ông mới biết gầy dựng giang sơn, bọn ta cũng không thua ông đâu. Được, ta đi. Giữa Thân Dương. Có thần. Ta lệnh cho ngài lập tức Nam Hạ, tiêu diệt tiểu triều đình Hoàng Quang, giành lại địa phận Giang Nam về cho ta. Dạ. Anh Thân Dương. Có. Ta lệnh cho ngài tiến quân Hồ Quảng, tiếp tục truy bắt tàn quân của Lý Tư Thành. Hãy tiêu diệt hết tất cả những kẻ dám chống lại thế lực nhà Thanh chúng ta. Dạ. Chỉ cần có Đa Nhĩ Cổn này một ngày dưới sự cai quản của ta, tuyệt đối không để cho những kẻ có ý đồ bất chính bất thuận với nhà Thanh ta được phép tồn tại đâu. Nhiếp Chính Dương, có chuyện gì? Trước đây Di Thần làm việc không xong, nhưng mà Di Thần vừa nghĩ ra một chủ ý hay, bảo đảm ngài với Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu sẽ được như ý. Ủa? Theo như Di Thần nghĩ, Nhiếp Chính Dương ngài thành thân, chuyện này là chuyện riêng của ngài, không cần phải hỏi ý kiến của bất cứ một ai hết. Chuyện riêng? Đúng vậy. Lúc Đường Cao Tông sắc phong Võ Tắc Thiên làm hoàng hậu, quần thần cũng cùng nhau phản đối kịch liệt đó. Sau đó Hứa Kinh Tùng hiến kế, nói là chuyện nhà của hoàng thượng không liên quan tới quốc sự. Vậy là Võ Tắc Thiên đã được như ý lên làm hoàng hậu rồi. Phải. Đây là chuyện riêng của hoàng gia chúng tôi, không liên quan gì với người khác đâu. Nhiếp Chính Dương anh minh. Sớm biết có thể làm vậy, cần chi hôm trước làm chuyện dư thừa chút xấu hổ. Di thần hành sự bất cẩn, xin Nhiếp Chính Dương trị tội. Được rồi, coi như ông đã lấy công chuộc tội. Đứng lên đi. Đa tạ Nhiếp Chính Dương. Bây giờ Di thần sẽ đi thảo đạo chiếu, mời Nhiếp Chính Dương định đoạt. Đi đi. Dạ. Quan Ngạc Nương. Phúc Lâm, con tỉnh rồi. Con làm Ngạc Nương lo sợ gần chết. Nào, để Ngạc Nương coi coi tay của con còn đau không. Nhiếp Chính Dương, Nhiếp Chính Dương. Kìa, Tiểu Lộc Tử, đứng dậy, đứng dậy đi. Nè. Sao ngươi lại tới đây? Hoàng thượng tỉnh rồi. Tỉnh dậy lúc nào vậy? Tỉnh dậy đêm hôm qua. Nô tài tính bẩm báo với người, nhưng Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu nói không được làm phiền người. Người mau đến đó đi. Tiểu Lập Tử, người làm tốt lắm. Nè, Phúc Lâm ngoan lắm. Đắng quá. Phúc Lâm, tỉnh rồi hả?
hoàng ngạc nương, con sợ. Phúc Lâm đừng sợ, đừng sợ. Phúc Lâm đừng sợ. Hả? Ông ấy muốn cướp hoàng ngạc nương của con đi, con muốn ổng ra ngoài. Đa Nhĩ Cụng, Quỳnh đi ra ngoài trước đi. Ngọc Nhi, con trai ta sợ Quỳnh đến mức độ này rồi, Quỳnh ra ngoài trước đi, Quỳnh đừng đến thăm nó nữa. Để ra ngoài ngồi chờ một lát đi, để Phúc Lâm uống hết thuốc đã. Phúc Lâm đừng sợ, hết chuyện rồi hả? Đừng sợ Phúc Lâm. Ngoan nè Phúc Lâm, nghe lời đi được không con? Thập tứ gia bị làm sao vậy? Ngọc Nhi, con ra ngoài nói với đệ ấy, để ta đút cho. Con phải uống hết thuốc đi nha. Ha. Dạ. Nè. Sao vậy? Giận rồi à? Huynh làm sao dám giận chứ? Phúc Lâm tỉnh rồi, huynh vui mừng còn không kịp nè. Huynh đừng có làm bộ nữa. Bộ biết huynh đang bực bội trong lòng, nhưng dù sao thì Phúc Lâm cũng là một đứa trẻ, huynh có cần giận lẫy như vậy hay không hả? Thật không ngờ bác ca đã quy thiên rồi, tới lượt con trai của huynh ấy tiếp tục hành hạ ta. Huynh nói lung tung cái gì vậy? Ngọc Nhi, rốt cuộc muội nghĩ sao vậy? Chuyện muội tái hôn đã ban chiếu thư rồi, qua mấy ngày nữa sẽ là ngày trăng tròn rồi đó. Đa Nhĩ Cổn, sau khi bãi triều, huynh đem ngọc ấn của Phúc Lâm về Dương phủ, muội không nói huynh tiếng nào. Nhưng lần này ngay cả hỏi huynh cũng không hỏi, đã lấy danh nghĩa của muội hạ chiếu, như vậy là có quá hay không? Ta, muội thấy chúng ta cần bình tĩnh lại một chút. Sao đây? Lần trước muội đã đồng ý với ta rồi mà, không lẽ bây giờ muội muốn nuốt lời? Phản ứng của Phúc Lâm huynh cũng thấy rồi đó, muội không muốn gì chúng ta làm cho Phúc Lâm phải tổn thương nữa. Lần này nhờ may mắn thoát nạn, vậy còn lần sau? Muội, muội chỉ nghĩ tới cảm nhận của cha con họ, muội có nghĩ tới ta không? Lòng của ta đau cỡ nào, khổ cỡ nào. Đa Nhị Cũng, coi như muội xin huynh thu hồi chiếu thư đó đi. Muội không thể để cho Phúc Lâm xảy ra chuyện gì nữa. Ngọc Nhi, bây giờ đệ ấy trút hết cơn nóng giận lên triều đình, không người nào khuyên đệ ấy được hết. Vậy con có thể làm được gì đây? Huynh ấy đã là Nhiếp Chính Vương, thiên hạ, triều cương, tất cả đều trong tay huynh ấy. Chẳng phải huynh ấy muốn làm gì thì làm hay sao? Ngọc Nhi, bây giờ con chính là người duy nhất có thể điều khiển được nó. Nếu con cùng với Đa Nhĩ Cổn còn tiếp tục như vậy, con có nghĩ tới hậu quả hay không? Bây giờ con chỉ nghĩ đến con trai con thôi. Con chỉ cầu mong cho Phúc Lâm được bình an. Chỉ còn nhà Thanh, chẳng lẽ con nỡ bỏ mà không nghĩ tới sao? Con chỉ là một người phụ nữ, có thể làm được gì đây? Thực ra dạo này con làm sao vậy? Phúc Lâm, nó là hoàng đế của nhà Thanh. Nếu con muốn tốt cho Phúc Lâm thì phải làm cho nhà Thanh tốt trước. Trong khi bây giờ nhà Thanh nằm trong tay của Đa Nhĩ Cổn, nếu tâm trạng của Đa Nhĩ Cổn không tốt, bị những kẻ lòng dạ không tốt xúi giục nó, con nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào đi. Cô, đột nhiên con thấy trách nhiệm trên đôi vai con quá nặng.
Con biết là ngoài con ra không người nào có thể bảo vệ được Phúc Lâm. Con chỉ sợ con không gánh nổi được trọng trách này thôi. Ngọc Nhi, con cũng đừng trách Đa Nhĩ Cổn. Lần này chỉ là tai nạn, nhưng còn lòng dạ của nó đối với Phúc Lâm, trong mắt cô đã nhìn thấy rõ rồi. Nói thật lòng, không có ít hơn tiên đế đâu. Nhưng mà hai người họ tại sao không thể nào hòa hợp nhau được vậy? Trước ngày Đa Nhĩ Cổn xuống miền Nam, Phúc Lâm luôn đeo bám lấy Đa Nhĩ Cổn. Đâu phải là con không nhìn thấy. Nói đi nói lại, chúng ta cũng có trách nhiệm. Chúng ta không dạy dỗ tốt Phúc Lâm. Bây giờ Phúc Lâm tuổi còn quá nhỏ, đâu biết phân biệt thị phi trắng đen. Nghe nói gì cũng tin tưởng, rất dễ bị dại hư. Đa Nhĩ Cổn đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, đổi lại là thái độ này của Phúc Lâm. Nếu cô đứng trên cương vị của nó, có lẽ cũng cảm thấy rất chán nản. Con thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Trong lòng con chỉ có Phúc Lâm thôi. Nhiếp Chính Dương, ngày này chính là ngày đại hỷ của người. Mấy cây này đều là thiệp chúc mừng của các vị đại thần. Bỏ hết đi, đem bỏ hết đi. Dạ. Ngọc Nhi, ta đã chờ muội 18 năm. Vừa đúng 18 năm, 17 năm trước đây, ta giành muội với phu quân. Bây giờ lại tranh giành với con trai muội. Tại sao lại như vậy? Đúng ra hôm nay là ngày lành ta thành thân với muội. Đêm trăng tròn của 18 năm trước, ta đã nuốt lời, bỏ lỡ cuộc hẹn của chúng ta, nên ta định dùng ngày hôm nay để bù đắp lại cho muội, bù đắp lại sự chờ đợi và chịu đựng của 18 năm qua. Giờ lại bỏ lỡ nữa rồi. Ngọc Nhi, ta đã cho muội tất cả những gì mà ta có: tuổi trẻ, tôn nghiêm, tình yêu. Những gì mà ta có thể cho muội, ta đều tặng hết cho muội rồi. Ta cứ nghĩ rằng hết khổ sẽ tới sướng, sẽ có kết quả tốt. Không ngờ kết quả là như vậy đây. Ngọc Nhi, ta muốn đối xử tốt với Phúc Lâm mà. Ta là Nhiếp Chính Dương, ngồi trên vạn người, nhưng mà
Cho dù ta oai nghiêm cỡ nào thì ta cũng đồng ý quỳ xuống trước mặt con của muội mà. Vì muội mà ta cam tâm tình nguyện. Ta kỳ vọng vào nó, tôn trọng nó, bảo vệ nó, nâng đỡ nó. Nhưng mà trong lòng ta thì cảm thấy ganh tị với nó lắm. Không phải vì nó là hoàng thượng, có thể dùng thân thế của thiên tử ngồi trên ngai vàng kia, mà là vì nó có thể ngang nhiên bình thản có được tình thương của muội, có được tất cả tình yêu của muội. Nó là sinh mệnh của muội. Ngọc Nhi, ta mệt rồi, ta đã bị thương tích cùng mình rồi. Trên thế gian này, ta chính là kẻ cô độc lẻ loi. Ta luôn khát vọng được yêu, mong được sưởi ấm. Không lẽ muội không hề biết nỗi khát vọng của ta sao? Vì con trai yêu của muội, muội thực sự bỏ mặc ta không thèm nhìn tới. Không lẽ muội vì tiên đế đã chết rồi, muội thà chôn vùi tuổi thanh xuân và tình yêu, cũng không thèm ban cho ta, một người còn đang sống khỏe mạnh trên đời, một chút tình yêu chân thật hay sao? Muội coi nè, đêm nay đúng là đêm động phòng hoa chúc của hai chúng ta. Ta lại có một mình, lại uống say nữa. Hahahaha.